rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ trao cái gói bánh ngọt này cho một đầu bếp mới của chúng ta. Ngày hôm nay thì chị sẽ làm một món ăn rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút nữa thì chị sẽ trở tài chúng ta được không ạ? Vâng, chào tạm chị. Wow! Vâng, sau một khoảng thời gian 15 phút thì chúng ta đã có được một cái món chả ngọt rất là đẹp này các anh chị ạ. Wow! Đây món chả ngọt rất là tuyệt vời, chúng ta sẽ cùng ăn thử nhé. ăn thôi. Tuyệt vời các anh chị ạ. Thật là tuyệt vời. Vâng ạ, chúc anh chị ngon miệng.